Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay có các nội dung chính sau đây. Tinh hoa là nghề thủ công góp phần vào phát triển du lịch. Xã Liên Nghĩa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang. Những con đường hoa ở Tiên Lữ rực rỡ tô đẹp cho các làng quê. Rác tràn lan khiến con đường cây xanh ở thôn Tam Trạch nhếch nhác. Trong một góc nhìn văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về người nghệ sĩ nhiếp ảnh thương binh Nguyễn Thanh. Trong mục tinh hoa phố Hiến là phóng sự về làng Nôm, nơi lưu giữ hồn làng Việt. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là khóa cập nhật kiến thức có tính chất bắt buộc dành cho các hướng dẫn viên khi cấp đổi thẻ, được quy định cụ thể tại Điều 62 Luật Du lịch 2017. Khóa học đã thu hút trên 80 học viên là các hướng dẫn viên tại các điểm khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức nền tảng về tình hình chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh, kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Khóa học diễn ra trong 3 ngày, sau khi lĩnh hội kiến thức về lý thuyết, ban tổ chức lớp học đã tổ chức chuyến đi thực tế cho các học viên tại các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến, gồm Văn Miếu Xích Đằng, Chùa Chuông, Đền Mẫu, Đình Chùa Hiến gắn với cây nhãn tổ. Tại đây các học viên được thực hành kỹ năng hướng dẫn cũng như vận dụng vốn kiến thức của mình để thuyết minh, giới thiệu về các điểm di tích. Tỉnh ta có 166 làng nghề thủ công, trong đó có nhiều nghề đã đạt tới trình độ kỹ thuật cao và tinh xảo, nổi tiếng trong nước như nghề làm tưng bần, làng nghề đúc đồng thuộc xã Đại Đồng, làng nghề đan thuyền thuộc xã An Viên, đan lờ, đó thuộc xã Thủ Sĩ, nghề làm hương xạ Cao Thôn, xã Bảo Khê. Các làng nghề thủ công truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân địa phương, mà còn cung ứng ra thị trường cả nước, đem lại thu nhập ổn định, đời sống của người dân vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh các nghề truyền thống, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện một số làng nghề mới như gốm sứ, kim hoàn, mây che đan xuất khẩu, chế biến nông sản. Dưới tác động của các điều kiện kinh tế xã hội, các nghề thủ công có sự phân hóa rõ rệt. Một số nghề thủ công truyền thống được thực hành thường xuyên, phát triển tốt, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân xã Liên Nghĩa đã đề ra bộ quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quy chế này nhanh chóng áp dụng ra toàn xã, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Ở 6 thôn trong xã không còn tình trạng đám tang ăn uống linh đình, mời nhiều khách, nhiều gia đình không tổ chức làm cỗ. Có khoảng 40% gia đình trong xã lựa chọn hình thức hỏa táng khi người thân qua đời. Nghĩa trang nhân dân trong xã đã quy hoạch đồng bộ, xây dựng mộ theo mẫu thống nhất, có cùng kiểu dáng, kích thước giúp giảm bớt chi phí xây cất mộ khi cải táng. Do thực hiện tốt nên năm 2016, xã Liên Nghĩa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Lữ đã triển khai mô hình đường hoa phụ nữ tới các cấp hội trong toàn huyện. Hiện nay, toàn huyện có 30 tuyến đường hoa chạy khắp 15 xã thị trấn. Với tổng chiều dài 5.000 mét, đường hoa được trồng tại một số con đường của 12 địa phương và 9 trụ sở ủy ban xã. Các xã trồng được nhiều tuyến đường hoa là Nhật Tân, Thiện Phiến, Thủ Sĩ, Ngô Quyền, Minh Phượng, Cương Chính. Những loại hoa có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết và nở hoa đẹp quanh năm như chiều tím Vạn Thọ 10 giờ rực rỡ đã khiến những con đường bê tông trở nên tươi đẹp. Những con đường hoa cũng đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ở những nơi trồng hoa không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Đến thời điểm này thì cán bộ hội viên và bà con nhân dân cũng như là các cấp ủy đảng chính quyền ở các xã là rất đánh giá rất cao cái mô hình này, bởi vì đây là một cái mô hình thực hiện tốt cái cuộc vận động nông thôn bao sạch. Mỗi một xã mà có tầm 5 đến 7 đoạn đường hoa như thế này thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà vệ sinh môi trường ở nông thôn cũng sẽ được đảm bảo. Nhằm tạo bóng mát và cảnh quan xanh sạch đẹp cho con đường trục chính vào thôn, chi đoàn thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã trồng hàng cây xanh ở hai bên đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do sự thiếu ý thức của nhiều người dân đã khiến con đường cây xanh này đang bị rác thải bủa vây, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Chính quyền xã Trung Hòa cho biết, thôn Tam Trạch chưa có tổ thu gom rác thải cho nên người dân trong thôn tự ý đem rác thải đổ ra ven đường, dần dần hình thành bãi rác tự phát dài khoảng 50 mét. Rác chất đống tràn cả ra đường, trùm lên cả gốc cây xanh, làm cho đoạn đường trở nên nhếch nhác.
để trả lại cảnh quan xanh sạch đẹp cho con đường cây xanh như ban đầu, xã Trung Hòa và chi đoàn thôn Tam Trạch nên tiến hành dọn dẹp rác thải, đồng thời nhắc nhở nhân dân không đổ rác thải hai bên đường. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh sinh ra và lớn lên tại làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Như bao trai làng khác, khi Tổ quốc gặp nguy nan, anh cầm súng lên đường bảo vệ quê hương đất nước, kết thúc chiến tranh. Anh là thương binh hạng 2/4 với tỷ lệ thương tật 65%. Anh trở về quê hương trong lòng luôn canh cánh lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Trong chương trình Góc nhìn văn hóa hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn chân dung nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh, người nghệ sĩ thương binh. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh trở về quê hương trong thời kỳ đất nước vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài. Đất nước vô cùng khó khăn, gia đình anh cũng không thoát khỏi hoàn cảnh thiếu thốn của thời kỳ bao cấp. Nhưng cũng từ đây một sự lựa chọn của số phận đã bén duyên anh với nghề nhiếp ảnh. Nghệ sĩ Nguyễn Thanh, một thương binh nghệ sĩ, những năm tháng chiến tranh đã lấy của anh một phần thân thể cho cuộc chiến để giải phóng dân tộc. Về với đời thường, anh như con tầm, chút hết tơ, anh lao vào cái công cuộc sáng tác, vượt lên những cái bệnh tật để đưa cho đời những cái tác phẩm rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Bằng sự cần cù chịu khó, vừa học vừa làm, anh đã phấn đấu trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Hiện anh là chi hội phó chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh là một đồng chí thương binh, thế nhưng rất là cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, về giúp đỡ quê hương, giúp đỡ gia đình. Ngoài việc làm ảnh dịch vụ, thêm thu nhập cho gia đình, anh dành nhiều thời gian cho sáng tác nghệ thuật và cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Hơn 200 tác phẩm được trao giải thưởng, được trưng bày triển lãm khu vực trong nước và quốc tế, tiêu biểu như tác phẩm Phút đắn đo, giải C của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, huy chương bạc khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2002, giải C giải thưởng Phố Hiến năm 2005, Nhịp điệu biển, Tràng An ngày hội, Hàng quê, triển lãm ảnh quốc tế tại Việt Nam năm 2009, giải B giải thưởng Phố Hiến năm 2005-2010, bộ ảnh Cốm thơm nếp mới Tú Lệ, giải nhì triển lãm di sản Việt Nam năm 2016. Hai tác phẩm Cao nguyên xanh và Xe hoa làng nghề, triển lãm các nước ASEAN năm 2017, vụ mới, nghề truyền thống, triển lãm toàn quốc năm 2010-2012, giải B giải thưởng Phố Hiến năm 2010-2015. Nông tầm, giải nhì triển lãm Hưng Yên lần thứ nhất, vân vân. Hơn 20 năm cầm máy, mặc dù vết thương cũ vẫn thường tái phát gây đau đớn những lúc trái gió trở trời, nhưng với tình yêu quê hương đất nước, anh thương binh Nguyễn Thanh vẫn lặng lẽ cẩn mẫn ghi lại những sự kiện, những hình ảnh đẹp nhất của làng quê mình. Để rồi đầu xuân năm 2018 vừa qua, anh đã trình làng cuốn sách ảnh Làng Tôi. Cuốn sách ảnh Làng Tôi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh ra mắt tại đình làng Duyên Yên như một lời tri ân với ngôi làng đã sinh ra và nuôi dưỡng anh khôn lớn, nhưng cũng là sự kiện gây được tiếng vang với bạn bè xa gần và được đồng nghiệp đánh giá cao. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh là một thương binh thời chống Mỹ. Khi anh trở về thì trong quá trình bươn trải cuộc sống thì cuối cùng thì anh cũng đã tìm đến nghề nhiếp ảnh, và từ cái làm ảnh dịch vụ và sau đó thì với cái có cái con mắt nghệ thuật và có cái lòng đam mê, cho nên là anh đã vừa học hỏi ở bạn bè rồi học hỏi ở sách vở, và anh đã cố gắng chất chiêu tích lũy và anh cũng đã sáng tác được nhiều những cái tác phẩm ảnh có giá trị, đã tham gia nhiều cái cuộc triển lãm trong khu vực, trong nước và quốc tế. Ngôi làng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh nằm bên dòng sông Cái đỏ nặng phù sa với con đê uốn lượn như dải lộ đào. Làng Duyên Yên xưa gọi là làng Lở, có bề dày truyền thống lịch sử từ thời An Sinh Vương Trần Liễu lập làng thế kỷ 13 đến nay. Triều Nguyễn, vua Tự Đức phong tặng cho làng 4 chữ vàng, thiện tục khả phong, tức là làng có nếp sống văn hóa tốt đẹp. Làng có cụ Trần Tú Dĩnh, đỗ đạt cao trong khoa cử, làm quan Triều Nguyễn. Đã được triều đình nhà Nguyễn cử đi Giang Lưu Ba, mua chiếc tàu hơi nước cỡ lớn đầu tiên cho Hải quân Việt Nam. Đến thời đại Hồ Chí Minh, làng có các cụ lão thành cách mạng Tiền Khởi Nghĩa, nữ du kích Hoàng Ngân. Làng là quê hương của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan. Làng có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc,
nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và làng đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Đi bộ đội được một thời gian thì bị thương, về thì ông đã có cái ý thức là tìm cái nghề nghiệp, là cái nghề nhiếp ảnh đấy. Nhưng mà từ cái chỗ nghề nghiệp ấy không phải để mà gọi là sinh sống là chính, mà có một cái ý thức tức là xây dựng cái vốn quý của làng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh chụp chân dung cuộc sống, chụp chân dung mọi người. Nhưng chúng ta có thể khái quát chân dung của anh như thế này. Một anh trai làng khi Tổ quốc gặp nguy biến thì cầm súng lên đường bảo vệ quê hương đất nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Hết chiến tranh trở về đời thường là thương binh hạng 2/4, với tỷ lệ thương tật 65%. Anh đã vượt qua khó khăn, vượt qua hoàn cảnh để mang lại vẻ đẹp cho cuộc đời, mang lại ý nghĩa và những giá trị nhân văn cho cuộc sống của chính mình và mọi người. Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là ngôi làng cổ hiếm hoi bên cạnh danh thắng Phố Hiến, từ lâu đã nức tiếng gần xa bởi những công trình kiến trúc cổ, cảnh quan thiên nhiên và phong tục tập quán mang đậm dấu ấn của một làng quê Bắc Bộ. Không rõ cái tên làng Nôm bắt đầu từ đâu, chỉ biết theo các cụ cao niên, ngày xưa con gái ở làng cứ đến 16 tuổi phải nghỉ học, đi buôn bán nuôi chồng ăn học, đỗ đạt làm quan. Khi lấy chồng, họ phải cung tiến cho làng 20 mâm đồng hoặc làm vài chục mét đường làng bằng gạch đỏ. Bởi vậy mới có câu ca: cái bống đi chợ cầu Nôm, sao mày chẳng rủ cái tôm đi cùng. Cái tôm nó giận đùng đùng, nó đi xuống bể lấy chồng lái buôn. Vẫn nguyên vẹn dấu xưa với kiến trúc cổ kính, cảnh quan hài hòa và những nét văn hóa mang đậm truyền thống của một làng quê Việt cổ. Đó là quần thể di tích gồm đình, đền, chùa, cổng làng, chợ, những ngôi nhà cổ. Ấn tượng đầu tiên về làng Nôm là mọi con đường trong làng đều được lát gạch đỏ. Cổng làng sừng sững được xây dựng bề thế gồm 4 trụ vuông với những họa tiết tinh xảo. Vòng cổng được đắp một đại tự gồm 3 chữ Đồng Cầu Nôm. Đây chính là sự khác biệt dường như không thể tìm thấy được ở những ngôi làng khác thuộc các làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Qua cổng làng, không gian như tĩnh lặng bởi một hồ nước trong xanh. Quanh hồ là những ngôi nhà cổ, cây cổ thụ ngả bóng xuống mặt nước yên bình. Thật khó mà tìm được ở nơi nào có một không gian bình yên mang đậm nét của làng quê Việt cổ như nơi này. Trung tâm làng là ngôi đình Tam Giang, tương truyền ngôi đình thờ Đức Thánh Tam Giang, một tướng dưới thời Hai Bà Trưng, có công đánh giặc cứu dân cứu nước và hiển linh giúp Lê Đại Hành đánh thắng quân Tống, được vua sắc phong là hộ quốc phúc thần. Trước sân đình là cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tỏa bóng mát cho cả một khoảng sân rộng lớn. Gần đó có giếng làng được xếp bằng những vỉa đá đã phủ rêu xanh. Đi về phía đông làng là cây cầu đá bắc ngang qua dòng sông Nguyệt Đức, nối đường làng với chợ Nôm và chùa Nôm, hay còn gọi là chùa Linh Thông Cổ Tự. Cầu đá được ghép bằng những phiến đá lớn, hai bên thành cầu chạm khắc hình đầu rồng. Cầu có các trụ đá chống đỡ. Qua cầu đá là đến chợ Nôm. Chợ Nôm vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, ngày nào cũng tấp nập kẻ bán người mua, gần với kinh thành Thăng Long, với lưu lâu cổ và cách tiểu Tràng An, Phố Hiến không xa lắm, nên người dân nơi đây cứ gọi làng mình là đất tỉnh thành. Ấy là vì những phiên chợ Nôm đã đi vào ca dao. Cái bống đi chợ cầu Nôm, sao mày không rủ cái tôm đi cùng. Chợ cầu Nôm danh tiếng thì được người dân khắp quanh vùng Kinh Bắc này truyền tụng. Bỏ con, bỏ cháu, không bỏ mùng 6 chợ Nôm. Cái khu chợ giờ vẫn còn vết tích của sự hoành tráng và sầm uất. Đồ đồng nát khắp đất nước đã một thời hội tụ ở chính cái chợ này, như là một sự tất yếu mang tính nhân quả. Đồng nát lại về cầu Nôm, con gái nỏ mồm về ở với cha.
ngay cạnh chợ là ngôi chùa Linh Thông cổ kính, đứng uy nghiêm như bất chấp sự băng hoại của thời gian. Bước qua cổng chùa rộng lớn là một không gian tĩnh lặng và thanh tịnh nơi cửa Phật, làm cho ta có cảm giác như đang lạc vào cõi Phật. Chùa Nôm bao giờ gắn với lại làng Nôm, nhưng gốc chùa này là không nằm ở trong làng, mà khởi đầu nó gắn với lại một số nhà sư uyên bác, và họ đã đi sang bên này, làng ở bên kia sông Nguyệt Đức, nhưng họ đã sang bên này tu tại cái rừng thông, và họ lập nên một cái am nhỏ gọi là, và sau này phát triển thành cái Linh Thông cổ tự. Và từ cái Linh Thông cổ tự mà nó phát triển dần thành cái chùa Nôm hiện nay. Về không gian mà nói, chùa Nôm nó đi theo một cái dòng chảy về những các cái ngôi chùa của dân dã thời xưa, là nó có chùa mới chợ. Mà như vậy thì rõ ràng cái tính chất giáo dục của nó rất mạnh, bởi vì chợ là cái nơi ô hợp, nơi nhiều tiêu cực, nhưng chùa ở bên cạnh chợ là để có cái tác dụng giáo hóa chúng sinh. Đặc sắc nhất trong những di vật ở chùa Nôm là 122 bức tượng đất nung, miêu tả quá trình trưởng thành của Đức Phật qua các giai đoạn của cuộc đời. Có bức cao đến 3 mét, có bức rất nhỏ, được trưng bày trong không gian tâm linh thành kính, kỹ thuật chế tác tinh xảo, công phu. Điều đặc biệt nhất, qua mấy trăm năm thiên tai lũ lụt, các pho tượng Phật dù chỉ làm bằng đất ở đây vẫn không bị hư hại, vững bền như thách thức với thời gian. Hiện nay trong làng còn nhiều ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi, nhìn rất cổ kính, siêu phong, với những kiến trúc độc đáo của thời xưa. Những ngôi nhà nơi đây là minh chứng cho một thời kỳ hưng thịnh của làng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể. Theo sử sách ghi lại, làng Nôm được hình thành từ đầu công nguyên và đến thế kỷ thứ 15 thì dân cư bắt đầu tập trung đông đúc. Tại ngôi làng đã có những dòng họ sinh sống nhiều đời như họ Tạ, họ Lê, họ Phùng, họ Đan, vân vân. Hiện nay, làng có diện tích 43,7 ha với gần 600 nhân khẩu. Khác hẳn với các làng Bắc Bộ khác, làng Nôm có hệ thống nhà thờ họ dày đặc, mỗi họ, mỗi chi đều có nhà thờ. Ở nước ta, khi các dòng họ có dỗ chạp thường được tổ chức ở nhà người trưởng họ hay con trưởng một nhà. Bởi thế, nhà của người trưởng họ mặc nhiên là nhà thờ họ. Làng Nôm có thể trước đây cũng thế, nhưng quanh năm hầu hết dân làng đi buôn bán xa. Nhiều dòng họ lại có nhiều người lập nghiệp ở các địa phương khác, trong đó có cả các ông trưởng họ. Bởi thế, nhu cầu lập nhà thờ họ để cho con cháu tụ hội trở nên bức thiết. Hiện ở làng Nôm còn tồn tại tới 9 nhà thờ họ. Theo gia phả, nhà thờ họ được xây cách đây lâu nhất khoảng trên 100 năm. Suốt trong nhiều năm đấy, những nhà thờ họ đã chứng kiến những cuộc hội tụ của con cháu dòng họ mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong nước hay ở nước ngoài, vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, ngày đó, tất cả các dòng họ trong làng đều dỗ họ, và hiếm có làng nào có được một ngày trong năm tưng bừng hội tụ đông đúc đến như thế. Tôi nói ngay cái làng Nôm rồi thôi. Ngày xưa nó vốn là một làng buôn rất nổi tiếng ở Kinh Bắc. Mà Kinh Bắc là gì? Kinh Bắc là cái chỗ dựa của cái sự phát triển của Kinh Đô. Vì thế cho nên chúng ta thấy ở đây cái mối quan hệ giữa những cái công trình kiến trúc hay những cái trung tâm Phật giáo hay tín ngưỡng gắn liền với cộng đồng cư dân đấy, nó có mối quan hệ. Thì chính ngôi chùa nó sẽ phát huy trong cái thời đại ngày hôm nay chính những giá trị rất truyền thống của quá khứ. Chứ nó không phải là cái nơi để mà phát huy những cái yếu tố là mê tín dị đoan hay là không tin vào chính cuộc sống ngày hôm nay mà chỉ ngưỡng mộ và hướng tới cái cuộc sống mai sau thôi. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái di tích chính là cái dấu ấn trao truyền những cái giá trị của thế hệ trước cho thế hệ ngày hôm nay, trải qua rất nhiều những thay đổi, những biến động của đời sống.
Ngày nay, các lễ hội truyền thống ở làng Nôm vẫn được duy trì như hội làng vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tất cả các dòng họ trong làng đều làm giỗ. Trong ngày hội làng, con cháu các dòng họ dù bất kỳ nơi đâu, xa hay gần, trong nước hay nước ngoài đều được hội tụ đông đủ. Trong ngày hội làng, đàn ông đến tuổi 55 được khao lão, những người được khao lão phải làm một mâm cỗ mang ra đình lễ thánh để các ngài chứng giám đã được lên lão và mở tiệc linh đình khao cả dòng họ. Với không gian cổ kính yên bình cùng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn được lưu giữ nguyên vẹn, làng Nôm sẽ trở thành điểm đến tham quan du lịch của nhiều du khách thập phương trong và ngoài nước muốn tìm hiểu những nét văn hóa cổ xưa, muốn tìm về những hoài niệm, những cái bình dị, dân dã không thể tìm thấy được ở những làng quê khác. Chính vì vậy, chúng ta cần phải chung tay duy trì, bảo tồn những di sản văn hóa làng Nôm để cho không gian cổ của làng Nôm nói riêng và không gian cổ của làng quê Việt Nam nói chung không bị phá vỡ, mãi nguyên vẹn dấu xưa, cổ kính, rêu phong, không bị hủy hoại theo thời gian và năm tháng. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.